Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ update lại cái sự kiện đó là mint cái NFT là Origin từ mạng lưới Ethereum mà trước đây chúng ta đã làm. Thì vào 1 tháng trước thì mình có hướng dẫn mọi người tham gia vào cái chiến dịch đó là deploy contract trên mạng lưới Ethereum Mainnet để nhận một cái NFT đó là Origin nha. Đó thì vào 1 tháng trước bạn nào có tham gia deploy contract thì bây giờ có thể là vào mint cái NFT của các bạn. Đấy. Thì trước đó bạn nào tham gia thì bây giờ các bạn chỉ cần vào các bạn kiểm tra là địa chỉ ví của các bạn có đủ điều kiện hay không. Đủ điều kiện thì mint, còn không đủ điều kiện thì thôi nha. Thì trong cái chiến dịch là deploy contract này thì có khoảng là 1.100.000 ví nha, 1.100.000 ví đủ điều kiện để mình cái NFT này đó. Thì nó đã mở mình cái NFT này khá là lâu rồi, cho nên là hôm nay mình update lại thôi. Mình update lại tại vì bữa giờ mình rất là bận nha, cho nên là mình không làm video được. Ở hôm nay mình làm video, mình hướng dẫn mọi người mình. Thì đối với cái NFT đó là Ethereum Origin này thì nó sẽ có 3 bản thiết kế nha. Thì nó sẽ có 3 bản thiết kế, đó là Wintix này, Watix này và Qubit. Thì đối với bạn nào thì trong 3 cái mẫu thiết kế này thì các bạn nào mà deploy contract tham gia càng sớm thì sẽ nhận được là Wintix. Còn các bạn nào mà tham gia sau thì sẽ nhận được là Watix. Còn các bạn nào mà tham gia vào các thời gian cuối cùng thì sẽ mint được là cái NFT đó là Qubit nha. Thì đối với cái 3 mẫu NFT này thì nó sẽ có thì đối với màu thì nó sẽ có 3 loại màu khác nhau nha. Tuy nhiên thì nó sẽ không là ấy đâu nha. 3 cái mẫu này thì nó không khác gì. Nói chung là trong 3 cái màu này, nói chung là màu nào cũng có thể là cái mẫu đó là Wintix hoặc là Watix hoặc là Qubit nha. Không phân biệt nha, không phân biệt mẫu. Đấy. Thì đối với bạn nào mà deploy thì giá trị hiện tại của cái NFT này thì mình thấy thì giá của cái NFT Wintix này, cái mẫu Wintix này thì giá cũng khá là cao. Đấy. Thì bây giờ các bạn vào chat nha. Các bạn vào chat, các bạn mint được cái nào thì các bạn mint thôi. Đối với cái NFT này thì mình nghĩ cũng là một cái tiêu chí để nhận được airdrop. Nếu mà sau này mạng lưới Ethereum nó có airdrop thì chúng ta có thể là nhận nha. Ok, thì vào 1 tháng trước bạn nào có tham gia vào deploy contract thì bây giờ các bạn vào đường link dưới phần mô tả video. Rồi trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum Mainnet giúp mình. Các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Ethereum giúp mình nha. Đây, Ethereum đây. Rồi sau đó các bạn connect ví thôi. Nhấn vào connect wallet to mint này, rồi chọn MetaMask. Rồi connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Thì sau khi các bạn mint xong, sau khi các bạn connect ví xong thì các bạn nhấn vào nút là mint now. Tiếp theo đó thì nếu mà cái địa chỉ ví của các bạn đủ điều kiện thì nó sẽ hiện ra cái dòng đó là congratulations này này nha. Congrats, you are eligible, có nghĩa là địa chỉ ví của các bạn đủ điều kiện để mint cái NFT Ethereum Origin này đó. Tiếp theo đó thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút start thôi. Sau đó thì các bạn trả lời các câu hỏi, thì những câu hỏi này các bạn chỉ cần là tích vào 3 cái ô này luôn nha. 3 ô này các bạn tích vào rồi các bạn nhấn vào continue. Tiếp theo câu hỏi tiếp theo thì các bạn cũng tích vào 3 ô luôn. Tích vào 3 ô luôn. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn vào continue. Đấy, sau đó thì các bạn mint thôi. Sau đó thì ví MetaMask nó sẽ mở pop-up ra và các bạn cần phải trả phí gas để các bạn mint. Thì phí trên mạng lưới Ethereum nó cũng hơi rẻ thôi các bạn nhé, khoảng là 0,5 đô thôi nha, trên mạng lưới Ethereum. Đó, các bạn xác nhận này. Trả phí này. Thì sau khi các bạn mint xong thì các bạn đã mint được cái NFT như thế này. Đó, hiện tại mình mint được đó là cái NFT màu vàng nha. NFT màu vàng. Đấy. Đây, đây là cái NFT màu vàng của mình đây.
Đó. Thì để kiểm tra cái rank của các bạn là bao nhiêu nha. Với lại là nó có thời gian mà các bạn đã deploy contract vào ngày nào luôn này nha. Trên cái NFT nó có ghi rõ cho các bạn luôn. Đó là đối với mình thì mình đã hướng dẫn mọi người deploy contract vào ngày 28 tháng 10 này năm 2023 này. Đó, deploy càng sớm thì các bạn sẽ nhận được cái NFT là rank càng cao thôi. Đó. Thì bây giờ để kiểm tra rank của các bạn thì các bạn vào cái market. Market đó là market element.market nha. Rồi các bạn chuyển sang này, trên element thì các bạn chuyển sang mạng lưới Ethereum này. Chọn mạng lưới Ethereum này. Sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng quý. Rồi các bạn connect với lại chọn EVM, rồi chọn quý MetaMask, connect với lại cái quý MetaMask của các bạn ở trên mạng lưới Ethereum thôi. Đó, sau khi các bạn connect xong thì các bạn vào profile, các bạn nhấn vào avatar của các bạn này, rồi chọn My NFT. Đó. Thì trong phần My NFT này trên mạng lưới Ethereum thì các bạn sẽ thấy được cái NFT của các bạn vừa bên này, Ethereum Origin NFT này. Đó nha. Đấy. Đó. Thì nếu mà nó không hiện ra cái hình ảnh của các bạn, nếu mà nó không hiện ra cái hình ảnh của các bạn thì các bạn nhấn vào chữ detail này. Nha, các bạn trên các bạn di chuyển con chuột vào cái NFT mà các bạn vừa mint này. Rồi các bạn nhấn vào chữ detail này. Đó. Thì nếu mà nó chưa hiện ra cái hình ảnh thì các bạn nhấn vào chữ lót lại này. Đây, nó sẽ có dấu là refresh metadata này. Đó, các bạn nhấn vào hình dấu xây này. Đó, rồi sau đó các bạn xin ký trên quý thôi. Các bạn xin ký trên quý. Đó. Đó, các bạn cứ refresh thôi. Sau đó thì các bạn đợi khoảng là vài phút rồi các bạn lót lại web thì nó sẽ hiện ra cái hình ảnh NFT của các bạn thôi, là màu vàng gì đó nhé, tương tự như là màu vàng trên đây thôi. Đó. Thì để kiểm tra rank thì các bạn chỉ cần kéo xuống lúc bên dưới thôi. Data nó chưa update các bạn. Data nó chưa update. Các bạn nhớ refresh lại nha. Các bạn nhấn vào chữ refresh này. Metadata này. Rồi các bạn đợi khoảng là vài phút rồi các bạn lót rồi quét thôi thì nó sẽ hiện ra hình ảnh của các bạn. Các bạn đợi nó hiện ra hình ảnh thì nó mới hiện ra để chúng ta là kiểm tra được cái rank của chúng ta nha. Hiện tại nó chưa minh. Thì đối với cái bộ sưu tập này thì đối với cái rank đó là cái rank cái đối với lại là win tích này nè, thì mình thấy win tích là cái số lượng min của nó thì khá là cao các bạn ạ. Nha, cái win tích này nè mình thấy số lượng min khá là nhiều, cho nên là thì win tích là dành cho những người mà đã min sớm thì mới nhận được là win tích. Tuy nhiên thì cái số lượng này khá là nhiều cho nên là mình thấy giá nó khá là thấp. Còn cái số lượng nhì, số lượng thứ hai đó là qua tích nha. Và số lượng thứ hai là qua tích là cái con này hình như là nó có giá cao thôi. Đó. Thì giá cao hay không thì nó sẽ dựa vào cái rank nha. Cái rank này nè. Thì đối với cái rank thì các bạn có thể là chọn vào rank này. Các bạn chọn vào phần rating này. Đó. Sau đó thì các bạn chọn vào phần số 10 này. Thì các bạn sẽ thấy được những cái rank mà cao thôi. Thì những cái rank này là nó sẽ có là màu và cái background nó khác nhau nhé, cái hình nền nó khác nhau, nó thêm màu vào đó thôi. Đó thì cái này là khá là ấy, giá nó cao hơn. Còn đối với cái số lượng là 23.000, gần 24.000 này, đối với lại là cái rank 15, đối với lại cái rank 15 thì giá cũng đâu đó khoảng là 0,045. Đó, 0,045 là gần 100 đô đấy. Righty này. Để mình kiểm tra lại cái NFT mình nó hiện ảnh chưa nha. Ok, nó hiện ảnh luôn nè. Đó, các bạn cứ refresh lại thôi là nó sẽ hiện ảnh cho các bạn. Thì sau đó thì trong profile của các bạn để kiểm tra cái rank của các bạn á, các bạn di chuyển vào rồi cái NFT của các bạn. Rồi các bạn nhấn vào chữ detail thôi. Đó. Thì trong này các bạn kéo xuống bên dưới. Các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được là cái phần là các bạn làm min được là cái win tích này.
nha. Các bạn mình được là cái Wintix hay là Watix hay là Cubit nha. Wintix là những người deploy sớm á nha. Đó, những người deploy sớm. Còn cái phần Rate này là cái phần run á nha. Phần run là cái run mà cái địa chỉ ví của các bạn đã tương tác bao nhiêu á, thì các bạn thuộc run nào thì nó sẽ hiện ra 75 như thế này. Đó. Thì để kiểm tra là xem cái run của các bạn là ở 75 thì các bạn chỉ cần vào cái bộ sưu tập của nó thôi. Rồi kéo xuống bên dưới ở phần là Rate này này. Rồi các bạn chọn là 75 này. Đó. Trong đây thì sẽ nó sẽ có giá như thế này này, đó, giá hiện tại run 75 hiện tại là 0,0032 đâu đó gần 6 đô thôi nhé. Gần 7 đô thôi. Nói chung thì ở đây thì giá nó cũng khá là thấp thôi, cho nên là mình sẽ không bán nha. Thì nói chung thì mình nghĩ thì cái NFT này sau khi mint xong thì anh em có thể giữ. Anh em nào bán thì có thể là bán, còn anh em nào mà giữ thì giữ. Tại vì mình giữ, mình nghĩ là cái NFT này có thể là có liên quan đến Unwrap sau này. Nếu mà họ có Unwrap nha. Đấy. Thì giữ đó thôi. Sau này nếu mà giá được thì bán, còn không thì giữ đó, sau này có thể là nhận được Unwrap. Đó. À, hiện ra run common luôn nè các bạn này. NFT của mình là run common các bạn ạ. Thì để kiểm tra run của các bạn là common thì để kiểm tra trực tiếp luôn thì sau khi các bạn min xong ở trên trang min NFT á, các bạn quay trở lại đầu trang thì các bạn sẽ thấy được là cái run của các bạn này, đó cái run NFT của các bạn vừa min này. Đó là common hay là ray gì đó nhá, hay là legendary gì đó. Thì nó sẽ ở đây luôn cho các bạn. Đó. Ok thì bạn nào trước đây tham gia thì vào min đi nha. Ok thì như vậy là cái video mình update lại cái chiến dịch là min NFT Origin của mạng lưới Exciron thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.